nghiệp đồ điện chào bác. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng một cái chiếc điều hòa một cục Teco nữa các bác nha. Đây con này hàng Teco. Đây ạ, sẵn. Con này em để số 3. Để số 3 các bác nha. Công suất là 9000 BTU. Máy thì quá khủng cho bò luôn. Vỏ em đã sơn lại rất là đẹp rồi. Con này hai con chiếc em lên sóng để bán hết rồi. Lên sóng con nào bán con đấy ngay. Đấy, con này tiếp tục lên sóng với các bác luôn mà con. Rất là đẹp. Khủng luôn. Hãng Teco các bác nha. Công suất 9000 BTU rất là khỏe, mạnh như trâu bò luôn, dùng các bác dùng cho phòng tầm 15 mét vuông trở lại là cũng chạy ok. Đấy. Hàng này thì rất là hiếm, nó không nhiều như các cái bọn 7000 và 8000. Đấy, 7000 8000 còn rất là nhiều. Đây, con này em bán là 4,2 triệu, giá chưa có vận chuyển, phí vận chuyển chưa có đổi nguồn. Các bác nào nhu cầu mua thì các bác chốt nha, không còn nhiều đâu ạ. Con này có nhiều chức năng tăng giảm nhiệt độ trên máy, các chức năng trên máy luôn. Đấy. Chạy rất trâu bò, con này thì không dùng điều khiển thôi nhé. Nó có nhưng mà con này không có điều khiển đâu ạ. Có tăng giảm nhiệt độ trên máy thứ thôi. Đấy, máy chạy rất là bốc. Được trâu. Hàng rất là hiếm đấy ạ. Hãng Teco, Nhật Bản. Giá 4,2 triệu, các bác ở xa mua vui lòng đặt cọc trước cho em 500.000 nhé. Các bác nhận hàng qua đường vận chuyển Viettel để các bác thanh toán tốt cho bên giao hàng. Đảm bảo cho các bác là con này chạy rất là khủng bố luôn. Cảm ơn các bác.